Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club Cũng như quay trở lại với video đánh giá về phân tích thị trường hàng ngày của em phát nha Thì hôm nay là phiên cuối tuần thì cũng chúc anh chị có những cái ngày nghỉ bên gia đình vui vẻ Tuy là gia đình tuy là thị trường hơi là ảm đạm nhưng mà anh chị cũng cố gắng giai đoạn này Cơ cấu lại cái danh mục của mình để chúng ta sẽ tập trung đón những cái gì phục hồi trong thời gian sắp tới ha thì ở trong tuần vừa rồi thị trường đã có hầu như là cả tuần giảm điểm và Nindex đã quay về những cái biên hỗ trợ bên dưới và hầu như đã gần về cái vùng cân bằng quanh vùng đáy trước vào 1240 đến 1245 và hôm nay em sẽ nói về những cái góc nhìn đánh giá của thị trường về cái tiêu đề tại sao mà thị trường đang yên đang lành đang hồi phục tích cực và lại quay đầu giảm đến thê thảm đến như vậy thì như ở trong nhịp vừa rồi á thì như em đánh giá về cái thị trường á, giống như ở trong giai đoạn này một cái vùng đáy và khi đó thị trường lên quanh 1240 1200 à, quanh trăm ngoài 240 đã tạo một cái vùng đáy trong khi đó khá nhiều những mã cổ phiếu vẫn còn neo giá ở vùng giá rất là cao ở những vùng giá rất là tốt ha trong khi thị trường ở trong giai đoạn này đâu đó là có những lúc hồi phục đến 1290 nếu như anh chị để ý thì anh chị sẽ nhận ra rằng khi thị trường lên cao thì trong khi đó thì một số mã cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ thậm chí còn thấp hơn cả những, những lúc thị trường còn ở dưới vùng 1240. Bởi vì sao? Đó là một cái sự chỉ kéo điểm của thị trường, kéo những cái chỉ số lên cao như là kéo những mã cổ phiếu đầu ngành, nhóm trụ hay là những cái mã blue chip trong giai đoạn vừa rồi. đặc biệt là kéo một số mã cổ phiếu nhóm ngân hàng và hầu như không có giảm nhiều hầu như là tạo cho tâm lý của nhà đầu tư một cái cơn sóng rất là lớn và cả một con sóng ngân hàng và hầu như nhóm sóng ngân hàng cũng hầu như chưa đúng và sóng bất động sản hầu như cũng chưa có và chứng khoán thì đã có hồi phục vụ nhịp rồi thì chúng ta cũng không đánh giá thêm về nhóm cổ phiếu như nhóm ngân hàng trong nhiều vừa rồi tại sao lại không phải là một cái con sóng bùng nổ bởi vì em đánh giá là khá nhiều những mã cổ phiếu không tăng ví dụ như cổ phiếu việt VCB cả một dịp vừa rồi cả thị trường như là cổ phiếu như là những cổ phiếu đầu ngành như là STB hay là TCB hay là ACB MBB gì đó những mã cổ phiếu nó cũng có một cái dịp phục hồi tương đối tích cực đặc biệt như cổ phiếu CTG đó hồi từ đầu còn như cổ phiếu như VCB cũng là cổ phiếu đầu ngành ngành cũng là cổ phiếu tốt nhưng mà tại sao không tăng vẫn tích lũy vẫn dần coi đi ngang rồi cổ phiếu BID như anh chị thấy nè từ cái vùng đâu đó là từ ngày 21 tháng 8 cho đến nay luôn hai tháng trời mà BID vẫn không tăng không giảm lình xình lình xình quanh đường quan này đến khi mà thị trường giảm mạnh thì cổ phiếu này lại tiếp tục giảm theo thì đâu phải là đồng thuận một nhóm đâu phải là đồng thuận là sống ngân hàng mà là một số mã cổ phiếu tích cực trong nhóm ngành đó thì em vẫn chia sẻ theo cái dòng tiền vẫn có tín hiệu mua từ những mã cổ phiếu có dòng tiền tham gia tốt anh chị vẫn tham gia đầu tư khá là an toàn rất là bình thường rồi như vậy thì trong giai đoạn này thì sau khi thị trường có những cái sự mà giảm điểm quay trở lại thì nhóm cổ phiếu ngân hàng đã có sự trả điểm thì khi đó thì thị trường đã giảm khá là sâu bởi vì không còn mã cổ phiếu nào để nhóm cổ ngành nào để giữ cho thị trường có thể là còn cân sống hồi phục nữa và như vậy thì nhịp vừa rồi cũng có một số nhà đầu tư vẫn đánh giá rằng về nhóm cổ phiếu bất động sản đã có thể là tạo một con sóng lớn có nhiều nhà đầu tư vẫn xem như là một con sóng quay trở lại tuy nhiên thì em vẫn không chia sẻ về nhóm cổ phiếu bất động sản nhiều trong giai đoạn này chỉ có một vài mã cổ phiếu có dòng tiền tham gia tích cực thì anh chị quan tâm thôi như đâu đó như DSG rồi DIG trong những phiên gần đây rồi cổ phiếu sale thì cũng có một vài phiên hồi phục rồi phê thì cũng có một vài phiên tích cực tuy nhiên thì hầu như những mã cổ phiếu đó đều có những cái vùng kháng cự cân bằng hết rồi không thể nào tăng và hồi phục tích cực bùng nổ ngay được rồi như vậy quay trở lại với góc nhìn thị trường thì vì sao mà thị trường vẫn chưa thể hồi phục được và như anh chị thấy đặc biệt trong nhịp vừa rồi và cả tuần vừa qua luôn thì khi thị trường có những cái phiên hồi phục tích cực lên thì sau đó lại cuối phiên bị đạp và bán cuối phiên bởi vì cái dòng tiền không có vào thanh khoản không được bùng nổ thay vì trong giai đoạn này thị trường hồi phục tích cực lên cái biên trên một là thị trường bùng nổ tăng á, thì đó là cái dòng thanh khoản mua vào còn thị trường mà thanh khoản lên cao với thị trường biến động mạnh thì có thể đó sẽ là một cái nhịp đủ hàng rồi như vậy thì thị trường trước tiên là không có thanh khoản nè tiếp theo đó là khi hồi phục lên bị bán ATC khi thị trường có cái những cái phiên hồi phục tích cực lên trong phiên sáng tạo cho nhà đầu tư có những tâm lý thị trường quay đầu và thị trường hồi phục tích cực tiếp diễn thì lại nhà đầu tư tha tiếp tục tham gia gom hàng và khớp lệnh rất nhiều rồi như vậy thì trong giai đoạn như là phiên giao dịch đâu đó là cái ngày 21 tháng 10 thì hầu như là ai ai cũng nhìn thấy cái cây nến này đã gãy mất cái vùng trên tăng rồi thì em cũng đã chia sẻ trong phiên đó là cái vùng này cũng cái vùng zone đồ thị ngày đã phá vỡ khả năng sẽ tìm về biên hỗ trợ các bạn bên dưới đó là vùng 1265 1270 phá vỡ vùng này sẽ tìm về 1240 và 1245. Như vậy thì 1240 và 1245 vẫn chưa tìm về. Và kịch bản khả năng thị trường vẫn có thể đã tìm về cái biên hỗ trợ này rất là bình thường. Bởi vì một số mã cổ phiếu ở trong như là nhóm ngành dẫn sóng vừa rồi như là nhóm ngân hàng hay nhóm chứng khoán vẫn hầu như là vẫn chưa có về được những cái biên hỗ trợ cân bằng nên cần phải chiết khấu thêm đủ cái nền tích lũy thì khi đó mới có thể là đỡ giá trở lại thì kéo chỉ số thị trường hồi phục trong thời gian sắp tới. Rồi như vậy thì à, tương tự như cái phiên ngày giao dịch ngày 22 tháng 10 nè, có một cái phiên là hoàn toàn là à, xác nhận một cái phiên với cái thanh khoản tương đối cao và bán khá mạnh về cuối phiên. Tuy nhiên về cuối phiên vẫn rút chân trên vùng này. Thì vẫn cho những nhà đầu tư những cái tâm lý rất là tích cực bởi vì đã chạm cái vùng đáy trước đó và đã rút chân và đóng cửa và giữ được trên cái mức lân quanh 1270 270 cũng là một cái cái biên hỗ trợ khá là tốt và đến phiên tiếp theo có những sự nhúng xuống phá đáy quay lên rút chân trở lại và vẫn tích lũy bên đây thì điều này cho thấy là nhiều nhà đầu tư lại phải dính cái cú quân cháp này kéo lên sau sau đó là bị xả hàng bởi vì sao tại vì lúc đó là anh chị đang nắm giữ hàng bên đây khi tham gia hàng về á có khi hàng chưa về và đôi khi hàng về rồi nhưng mà không ảnh hưởng quá nhiều giữ những mã cổ phiếu không lỗ quá nhiều thì lúc đó anh chị lại có những cái tâm lý là tiếp tục nắm giữ và theo dõi thêm, gồng lỗ. Thì đến khi mà thị trường đã giảm mạnh rồi thì lại cố chờ thêm hay là cân giá trung bình. Nhưng mà tuy nhiên thì lại càng mua càng giảm, càng mua càng giảm. Thì trong giai đoạn này thì thị trường cũng chưa có gì thay đổi cái biên giảm này và vẫn có thể cân bằng về quanh 1240. Thì đó cũng là cái biên hỗ trợ khá tốt về cái phân tích kỹ thuật như là kijun đồ thị tuần hay là viên hỗ trợ đồ thị ngày cho chúng ta thấy là khả năng sẽ có những cơ hội bên đây tuy nhiên thì nếu như đối với anh chị chưa có hàng vẫn có thể là lấy vị thế thăm dò tham gia 30 50 phần trăm tỷ trọng gì đó còn đối với anh chị mà đang nắm giữ hàng nhiều thì giai đoạn này thì hạn chế bán bớt ha hạn chế hạn chế bán ở vùng đấy để chúng ta sẽ chờ cái nhịp hồi phục nhẹ trở lại sẽ xử lý và cơ cấu danh mục trở lại rồi về cái kịch bản của phân tích kỹ thuật thì đối với VN Index thì theo em đánh giá khả năng sẽ có hai phiên đầu tuần tiếp tục dàn co và tích lũy và có thể nó sẽ về cái vùng 1240 cộng trừ và đến phiên thứ tư từ giữa tuần cho đến tuần sau cho đến cuối tuần thì sẽ có những cơ hội hồi phục trở lại Tuy nhiên sau cái nhịp hồi phục này chỉ là những cái cơ hội cho anh chị hạ bớt tỷ trọng cũng như là chốt lời dùng ngắn hạn hay là hàng T cộng thôi bởi vì khi thị trường nó đã phá vỡ những cái vùng nền trước đó nhiều nhà đầu tư trong giai đoạn này thì như chị thấy thanh khoản thấp mà nhà đầu tư có thể là sẽ bị kẹp hàng rất nhiều trong giai đoạn này à, thanh khoản thấp thì nhà đầu tư có thể là chưa thoát hàng ra kịp và khi thị trường giảm mạnh mà thanh khoản thấp như vậy thì có thể là vẫn còn những lượng hàng biên trên này rất là nhiều cho nên khi thị trường quay đầu hồi phục trở lại thì sẽ có những cái lực cung tiết ra trong giai đoạn này ảnh hưởng đến cái xu hướng thị trường tiếp tục chẳng co tích lũy như vậy thì có thể là thị trường vẫn còn tiếp tục tích lũy ở cái vùng kháng cự cân bằng quanh 1272 mất khá là nhiều thời gian thì đó là những cái góc nhìn đánh giá về cái xu hướng khả năng của thị trường có thể nó sẽ có những cái sự hồi phục trở lại sau khi đầu phiên đầu tuần tới nó sẽ tiếp cận về biên hỗ trợ cân bằng bên dưới ha thì như vậy thì chúng ta sẽ ngó sang về một số mã cổ phiếu như là nhóm bất động sản thì như nhóm bất động sản trong dịp này á, thì chỉ có một vài mã cổ phiếu tích cực thôi không phải là một con sóng cho nên là anh chị cũng nên cẩn thận thận ha ví dụ như một những mã cổ phiếu như nam long dịp vừa rồi đâu có tăng đâu anh chị thấy không nó vẫn đang tích lũy qua đây khi thị trường tích cực và có những sự tích lũy trở lại thì cổ phiếu này giảm rất là nhiều rồi trong khi đó chỉ có những vài cổ phiếu như là pdr này hồi phục tích cực tuy nhiên đã chỉ chạm những cái vùng kháng cự cân bằng như trước đó em đánh giá nếu như anh chị muốn tham gia PDR thì phải chờ nó vượt hẳn chưa lên trên cái vùng giá 23 sau đó quay đầu trở lại test lại biên hỗ trợ cân bằng một lần nữa thì lúc đó anh chị hãy tham gia lên quanh vùng giá 21.7 còn ngoài ra giai đoạn này em cũng không có chia sẻ cho anh chị thêm những cái điểm tham gia nhiều rồi như cổ phiếu DSG DSG cũng đang là một cổ phiếu khá là tốt hồi phục vẫn tích cực tăng đầu đó là 2.15% tuy nhiên cũng đã hoàn thành test lại những cái vùng kháng cự cân bằng quanh khung đồ thị tuần rồi cho nên đánh giá về cổ phiếu DSG vẫn là cái sự hồi phục quay trở về test lại những vùng khác cực cân bằng thôi rồi như DG thì đang nằm bên dưới vẫn chưa có hồi phục bao nhiêu hết cũng không nên đánh giá nhiều ha vẫn là một xuống giảm thôi rồi như là HDG cũng là một cổ phiếu khá là tốt và tuy nhiên thì cũng vẫn tiếp tục phá đáy và quay đầu về bên dưới thôi HDG mà tiếp tục phá vỡ mất vùng giá 26.3 thì có thể là vẫn còn tìm về luôn cả những vùng đáy trước đó quanh vùng giá là 24, 2.9, 25 đó là kịch bản những cổ phiếu bất động sản ở trong nhiệm này rồi Novaland thì ở vùng đáy chưa có những dấu hiệu gì hồi phục hết em sẽ không chia sẻ và đánh giá thêm VRE cũng tiếp tục mất đi những cái biên hỗ trợ và nằm bên dưới nè rồi vít nè thì không biết anh chị có xem like em hay là có xem video của em hay không em luôn đánh giá về cái xu hướng cổ phiếu vít trong giai đoạn này không có điểm mua anh chị đang cầm hàng có thể là tiếp tục hồi phục lên chạm những vùng khác cự cân bằng hạ bớt tỷ trọng thôi không có điểm mua nha và hầu như vẫn tiếp tục tích lũy cho giai đoạn này ha. Rồi cổ phiếu VHM, VHM thì trong dịp vừa rồi kéo lên được bùng nổ tích cực, tuy nhiên đã trả điểm và gãy đi biên hỗ trợ. Như vậy thì HCM anh chị quan tâm có thể là tiếp tục chờ quanh vùng giá 41.2, 41.3 thì anh chị có thể là tham gia thăm dò được. Còn trong giai đoạn vừa rồi, theo cái xuống của thị trường chung kéo lên bùng nổ, tuy nhiên thì anh chị thấy mà mở một cái biên gáp lớn mà vượt đỉnh như thế này nè thì sau đó tích lũy lại vài phiên có một cây nến kéo lên tích cực và cái nhìn về cái khung đồ thị tuần nó có những cái vùng kháng cự biên trên cũng như có những cái trạng thái mất cân bằng cho nên phải cần tích lũy trở lại một nhịp ha rồi thì đó là một số mã cổ phiếu như nhóm bất động sản trong giai đoạn này có thể là tiếp tục chặn co tích lũy và chưa có cơ hội tăng ngay rồi tiếp theo về nhóm cổ phiếu ngân hàng thì như em đã đánh giá khá nhiều những mã cổ phiếu cần tìm về những biên hỗ trợ cân bằng rồi nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng tương tự ha khá nhiều những mã cổ phiếu và đặc biệt những cổ phiếu tích cực trong nhiều vừa rồi như là HCM cần phải quay trở về cái vùng cân bằng Lên quanh vùng giá 27.4 thì nhà đầu tư có thể tham gia được. Rồi ở SSI cũng đang có biên hỗ trợ cân bằng, cần phải tìm về quanh vùng giá 26.2. Rồi tiếp theo như VCI thì càng yếu hơn, phá luôn cả những biên hỗ trợ ngắn hạn thì sẽ tìm về biên hỗ trợ tuần Lên quanh vùng đáy trước đó vùng giá 33.4 và 33.5 thì anh chị có thể là lấy vị thế thăm dò. Thì nhìn chung một số mã cổ phiếu như nhóm chứng khoán thì hầu như là nó đã có những cái sự là đang tìm về vùng nền cân bằng biên hỗ trợ và cần phải có những phiên tiếp theo nhúng xuống thêm một chút nữa để lấy lại vùng, vùng cân bằng cho nên đánh giá lại chung về cái góc nhìn của xu hướng thị trường ở trong giai đoạn này thì cần phải có những sự tích lũy thêm ha à, cần phải có sự tích lũy thêm và như vậy thì có thể nhúng xuống một chút nữa và niên đâu đó 1240 245 gì đó thì khi đó một số mã cổ phiếu nhóm ngành tích cực vừa rồi đó là chứng khoán và ngân hàng có thể nó sẽ có những cơ hội hồi phục trở lại và kéo giá thị trường trong thời gian sắp tới thôi rồi thì uh, nhìn chung trong giai đoạn này thị trường vẫn cần phải tích lũy thêm cho nên anh chị nhà đầu tư đang nắm giữ hàng thì uh, hạn chế bán tháo bán đổ khi thị trường có những cái sự biến động quay về những việc hỗ trợ bên dưới nha giai đoạn này cho dù nó có phá vỡ chăng 1240 thì nó cũng rút chân test đi test lại vùng này mất khá là nhiều thời gian cho đủ để anh chị để xử lý danh mục trở lại cho nên anh chị cũng không nên quá phân vân hay quá hoảng loạn khi thị trường có những dấu hiệu xấu hơn mất 1. 1240 hay là giữ ở trên 1240 240 rồi thì đó là những cái góc nhìn đánh giá về cái xu hướng thị trường vẫn còn tích lũy quanh đây cho nên anh chị chưa có hàng thì vẫn có thể là thăm dò lanh quanh vùng 1.240 Còn nếu như đang nắm giữ hàng mà hàng nắm giữ nhiều thì có thể là à, cơ cấu những cái cổ phiếu yếu sang những cái cổ phiếu khỏe test về những vùng cân bằng trong giai đoạn này để đón những nhịp hồi phục trong thời gian sắp tới nha. Rồi thì đó là những cái góc nhìn chia sẻ cái xu hướng của thị trường và cuối phiên thì và cuối video thì em cũng chia sẻ cho chị hai mã cổ phiếu tích cực đầu ngành đó là trước tiên là cổ phiếu nhóm ngân hàng đó là cổ phiếu CTG. Cổ phiếu CTG thì em vẫn khá là kỳ vọng cổ phiếu này cần phải tích lũy thêm về những biên hỗ trợ bên dưới. Như vậy thì đã có một phiên nhúng xuống lên quanh cái vùng giá 34 và rút chân khá là ngọn mục và đã test lại những vùng cân bằng bên dưới ha như vậy thì anh chị quan tâm cổ phiếu CDG có thể lấy trước vị thế 30-40% tỷ trọng gì đó quanh vùng giá 34.2 và còn lại có thể là chờ tham gia quanh vùng giá 33.7 tiếp theo đó là mà cổ phiếu HCM HCM thì anh chị có thể là tiếp tục chờ quanh lên quanh vùng giá là 27.4 ha cộng trừ lên quanh vùng này đâu đó khoảng giữa tuần sẽ có cơ hội phục cho dù nó có vi phạm phá vỡ đi cái vùng 27.4 nữa thì nó nhún xuống nó sẽ test đi test lại cái vùng kháng cự cân bằng này lúc đó sẽ đủ thời gian cũng như là đủ cái điều kiện để cho anh chị xử lý an toàn trong thời gian tới nha rồi đó là những cái chia sẻ nhận định thị trường cũng như là chia sẻ về những mã cổ phiếu có điểm mua cho anh chị tham khảo rồi xin chân thành cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi nha hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo anh chị xem video nhớ để lại cho em xin một lượt like cũng như là những cái bình luận thả quả tim trong Uh, cuối video để cho, cho có cái tương tác của video rồi còn nếu như anh chị chưa biết cơ cấu mã của hiếu nào hay là mua bán như thế nào có thể liên hệ với em để em có thể là đồng hành cùng anh chị hỗ trợ thêm những cái góc nhìn cho anh chị sẽ đánh giá một cách khách quan và anh chị xử lý cái danh mục của mình an toàn tối ưu hóa lợi nhuận trong sáng tới nha rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại